Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cây Lậy. Trước mặt các bạn đó là cái hậu trường ha, hậu trường nên chuẩn bị cho cái chương trình bốc thăm trúng thưởng vào ngày mai này với nhiều loại cây. Và cái chương trình này thì nó bao gồm 20 loại cây, nó sẽ được giảm giá cực sốc là giảm tới 20% vào ngày bốc thăm, đó là vào lúc 8 giờ tới 10 giờ vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, là tức là ngày thứ tư, là vào ngày mai đó các bạn. Bên cạnh đó thì trong buổi bốc thăm á, tất cả các cây giống còn lại sẽ được giảm giá 10% nha các bạn. Khuyến mãi rất rộn ràng, rất hot để chào mừng năm mới sắp đến ha. Nào là lựu rồi cao nè ha, là tất cả các cây kiển ha. Bên cạnh đó có cây ăn trái, cây chủ lực ở vùng Tiền Giang như là bưởi da xanh, mướp Thái ha. Một loại cây mà hầu như ít tốn công chăm sóc nhất trong các loại cây ăn trái ha các bạn. Và đặc biệt hôm nay nó sẽ được giảm giá cực sốc là 20% nữa đó các bạn. Này, gốc khá to, hang gốc này là gần dao động tầm phân rưỡi đến 2 phân nha các bạn. Mình thêm một loại nữa ha, nãy giờ mình giới thiệu về cây ăn trái rồi, hôm nay mình sẽ quay về cái cây hoa kiển để chào đón cái dịp chào mừng, đánh dấu sự chuyển biến giữa năm cũ và năm mới ha. Đó chính là hoa sim, đòi hoa sim ha các bạn. Và một loại hoa mà khi nhắc đến nó là biết báo hiệu mùa xuân đang về, đó chính là hoa mai. Bên cạnh đó còn khá nhiều các loại cây nữa mà trong một cái đoạn video nhỏ như thế này thì không thể nói hết được. Hey, cái thùng này là một sự trông chờ ha, một sự trông chờ rất nhiều, đó chính là thùng bốc thăm trúng thưởng, gồm cơ cấu giải thưởng gồm có một giải nhất, hai giải nhì ha, hai giải nhì, hai giải ba và năm giải khuyến khích nha các bạn. Rồi đây mình sẽ quay lại cái nơi cái hậu trường để chuẩn bị cây cho buổi bốc thăm ngày mai ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha.